Xin kính chào quý vị. Hải Cao Minh đang có mặt ở sân vận động Thống Nhất, Sài Gòn. Ngày xưa là sân Cộng Hòa quý vị. Chiều ngày 15 tháng 1 năm 2018. Và đối diện sân vận động đó là chung cư Nguyễn Kim. Chung cư dành cho thầy cô sinh viên Đại học Phú Thọ, ngày xưa bây giờ là Đại học Bách Khoa quý vị. Ở đó đi học, đi dạy. Và bên đây là khu chung cư Nguyễn Kim mới. Và xa bên kia là chung cư Nguyễn Kim cũ nè. Và đây là đường Nguyễn Kim, phía trước là góc với lại đường Tân Phước quý vị. Nhà chị Lệ ở ngay góc này nè. Và nơi đây diễn ra nhiều trận bóng đá nổi tiếng ở Sài Gòn. Sân Cộng Hòa, bây giờ là sân nhất này, xây dựng năm 1929 và năm 1931 được khánh thành cái gì. Lúc bây giờ là trung tâm nổi tiếng ở Sài Gòn về đá banh đó. Cho đến bây giờ nó vẫn là nơi diễn ra các trận đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam, sự kiện SEA Games, giao lưu bóng đá quốc tế gì. Và nơi đây cũng là sân tập của các cầu thủ nhí, các đội trẻ, và là nơi của cảng Sài Gòn, sân nhà gì. Và bên phải đây là đường Hòa Hảo. Nhìn qua kia là cái siêu thị Co-op Mart. Đi ra đường Nguyễn Văn Thoại là bây giờ là Lý Thường Kiệt cái gì. Thì đường Hòa Hảo nó cắt ngang qua giữa sân Thống Nhất, thì qua bên kia nó tiếp tục là đường Hòa Hảo. Và đây là cái cổng chính của sân. Hôm nay không có trận đấu nào cái gì, nó là số 30 đường Nguyễn Kim. Rồi, có dịp đi bộ dạo quanh cái sân Thống Nhất chiều. Trời Sài Gòn đang chuyển mưa gì, sương mù, sáng giờ chưa thấy mặt trời. Mùa này chuyển sang cuối mùa đông, đầu mùa xuân nên cây dầu nó rụng lá vậy đó. Khí hậu nó hanh khô. Đó, ở trong sân có tập gym, tập thể dục, tập thể hình, spa gì. Rồi phía trước là góc với đường Đào Duy Từ, bên tay trái đây có cà phê FC Thống Nhất. Xa đằng kia là góc đường Nguyễn Chí Thanh, nơi mà có tiệm sửa xe gắn máy Hải Cao Minh hay sửa gì. Đó, ngay cái đèn đỏ mà giờ cái tiệm đó trả mặt bằng rồi. Rồi, ok. Hải Cao Minh trực tiếp từ sân vận động Thống Nhất Sài Gòn. Chiều ngày 15 tháng 1 2018. Thank you. See you.